Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ swatch cho mọi người full bộ 20 màu của dòng son Roman Zero Matte Lipstick. Cho những bạn nào chưa biết thì dòng son thỏi này được Roman renew lại từ những dòng son thỏi cũ. Và trong bảng màu thì Roman có cập nhật thêm một số màu mới. Mình là một người không thích đánh son thỏi lắm, nhưng mà nhìn packaging của em này thì cực kỳ xinh luôn ý. Kiểu nhìn một phát là chỉ muốn rước ngay một em về thôi. Ban đầu thì mình cũng ngựa, mình lại swatch cả lòng môi và phun môi. Nhưng mà swatch đến màu thứ 10 thì nó thật là quai hàm của mình rất là mỏi. Cho nên mình quyết định chỉ swatch lòng môi thôi và cực đậm để cho mọi người thấy rõ được màu son chuẩn nhất nha. Màu đầu tiên 01 Dusty Pink là một màu hồng đất lạnh. Màu này đánh lên môi thì trông cảm giác mình cứ nhẹ nhàng kiểu gì. Màu này thì không kén da đâu, tuy nhiên những bạn da ngăm muốn sử dụng màu này xinh thì cần make up đi kèm nha. Còn những bạn nào có da từ trung bình đến sáng thì cứ việc quất trên mặt mộc cũng được. Tiếp theo màu số 02, màu này thì cứ như kiểu chị em sinh đôi màu số 01 mọi người ạ. Chỉ khác là màu này sẽ thêm một chút sắc cam thôi. Màu này đánh lên môi thì cũng nhẹ nhàng như màu số 01. Nếu như mọi người không thích sắc hồng mà thích sắc cam thì hãy chọn màu này. Vì màu son này có sắc cam cho nên sẽ hơi làm xỉn bên răng một chút đó nha. Về khoản mùi hương thì son này không có mùi mọi người ạ. Chắc đây sẽ là điểm cộng to lớn cho những bạn nào bị dị ứng mùi hương đúng không. Tiếp theo màu số 03, Silhouette là một màu hồng đất. Màu son này đối với mình là màu son có sắc hồng đẹp nhất trong cả bảng. Màu son này thì không kén da, da trắng hay da ngăm đều có thể sử dụng được. Nếu như mọi người đang tìm kiếm một màu son đi học, đi làm kiểu nhẹ nhàng mà không cần make up đi kèm, hợp với mọi tông da thì mọi người hãy chọn ngay màu này nha. Về chất son thì mình công nhận Roman đã cải thiện hơn rồi. Chất son nhiều dưỡng hơn nên khi lướt lên môi không bị rít như các thỏi cũ nữa. Vì dòng son này có tên là Zero Matte Lipstick cho nên mình nghĩ Roman muốn hướng tới một chất son khi mà son set lại thì sẽ có hiệu ứng lì ở trên môi. Nhưng đây cũng là điểm trừ đối với những bạn nào có môi khô, vì sau khi sử dụng 3 tiếng thì mình thấy môi đã hơi khô lại rồi. Màu son số 04 Before Sunset là một màu hồng tím đất. Màu son này thì mình thấy sẽ thích hợp hơn với những bạn nào có da trắng và răng trắng. Vì màu son có sắc tím mà sắc tím là một trong những sắc khá là khó dùng, kiểu mọi người phải biết kết hợp với make up thì sử dụng mới xinh thôi. Màu số 05 Evening là một màu cam đỏ đất. Màu này thì xinh khỏi bàn luôn rồi mọi người ạ. Mình thấy màu này xinh nhất cho cả bảng luôn. Màu son này thì chắc chắn không kén da, da trắng hay da ngăm đều có thể sử dụng được. Khi đánh màu son này lên môi thì trong da mình cứ như kiểu được trắng thêm một tông ấy. Vì son này có sắc cam cho nên sẽ hơi làm xỉn bên răng một chút đó nha. Và màu son này mọi người sử dụng trên mặt mộc thì cũng quá là xinh luôn. Nói về phần thiết kế thì cây son này quá đẹp luôn rồi. Mình nghĩ những bạn đang xem video này thì cũng quan tâm đến phần packaging tầm 40-50%. Lúc đầu mình cứ nghĩ packaging đẹp như này thì giá tiền nó sẽ đắt hơn hai dòng son cùng ra mắt. Nhưng mà giá tiền thì bằng nhau mọi người ạ. Chỉ 137.000. Nếu như bạn nào muốn mua hàng thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho mọi người mua nha. Màu số 06 Awesome là một màu hồng sữa nút. Màu này thì siêu khó dùng mọi người ạ, chỉ thích hợp với những bạn nào có da trắng và răng trắng thôi và bắt buộc phải make up đi kèm thì dùng mới xinh. Tiếp theo màu số 07 MV Me là một màu hồng tím nút. Các màu nút trong bảng son này thì mình thấy cùng chung số phận là siêu khó dùng. Có những màu bạn nào phải có da trắng và răng trắng và bắt buộc mọi người phải make up thì sử dụng có thể xinh. Nhưng mà kể cả có những màu mọi người có make up thì trong mặt mình nó vẫn rất bợt. Ban đầu khi mà edit thì mình cũng định cắt hết đi những màu khó dùng và những màu nó chỉ khác nhau một chút về sắc độ thôi. Nhưng mà nghĩ lại nếu như mọi người chỉ xem ảnh swatch thôi mà mọi người mua về không được như ý mọi người thì sẽ hơi buồn đúng không? Cho nên mình quyết định sẽ edit luôn cả 20 màu. Nếu như bạn nào mà không thích những màu đấy thì có thể skip sang những màu mọi người thích nha. Màu số 08 Adorable là một màu hồng cam nút. Màu này thì mình thấy dễ dùng nhất trong cả bảng màu son nút luôn. Nó là dễ dùng thế thôi nhưng bắt buộc mọi người phải make up đi kèm thì sử dụng mới xinh được. Màu số 09 Cell Nude, màu này thì như kiểu màu da thật của mình ý. Màu này bà nào sử dụng đi gặp trai lần đầu tiên thì xác định hôm đấy đã say goodbye luôn nha. Mình nói vui vậy thôi nhưng các màu nút trong bảng son này thật sự quá khó dùng so với kiểu make up của châu Á. Mình nghĩ các màu son nút này chỉ thích hợp làm nền môi thôi. Mọi người phải đè thêm một màu son đậm hơn vào lòng môi thì dùng sẽ ok hơn. Màu số 10 để kết thúc cho bảng son nút thì sẽ là một màu hồng tím nút. Màu son này chắc mình không cần nói nhiều thì mọi người cũng biết là siêu khó dùng rồi đúng không? Chất son của dòng son nút thì mình thấy bị bột hơn và cảm giác ở lòng môi không ăn hơn so với những màu son còn lại. Màu 11 Sunlight là một màu hồng neon. Màu này thì chỉ thích hợp với những bạn nào có da trắng thôi. Nếu như bạn có một làn da trắng và ít khuyết điểm thì bạn có thể sử dụng trên mặt mộc luôn.
Đối với những màu son của ánh neon thì thường mình sẽ không khuyên những bạn có da ngăm sử dụng đâu, vì những màu này sẽ làm xỉn da của mọi người và không tôn lên được làn da của mọi người đâu. Màu số 12 Something khác với màu 11 thì màu này sẽ có nhiều sắc đỏ hơn. Cho nên những bạn nào có làn da từ trung bình thì cũng có thể sử dụng được rồi. Tuy nhiên mình vẫn không khuyên sử dụng cho những bạn nào có da ngăm đâu nha. Tiếp theo, màu số 13 Red Carpet là một màu đỏ cam ánh tím. Màu son này nếu như mọi người chỉ đánh nhẹ nhàng lòng môi thì sẽ ra một màu đỏ cam có một chút ánh tím. Còn nếu như mọi người đánh đậm rõ hơn thì ánh tím sẽ hiện ra nhiều hơn. Màu son này sẽ thích hợp hơn với những bạn nào có da từ trung bình đến sáng. Những bạn da ngăm muốn sử dụng màu son này thì cần make up đi kèm nha. Về độ bám màu của dòng son thỏi này, những màu đậm hơn thì sẽ bám màu trên môi tầm 4 đến 5 tiếng. Những màu nhạt hơn thì sẽ bám màu trên môi tầm 2 đến 3 tiếng. Nếu như mọi người có ăn uống thì mình thấy son sẽ để lại một lớp màu nhẹ nhàng ở trên môi. Nhưng nói chung mọi người vẫn cần tẩy lớp màu đấy đi và đánh lại một lớp màu son mới thì trong môi mình sẽ đẹp hơn nhiều. Tiếp theo, màu số 14 Sweet Pea là một màu hồng tím. Màu này thì nó cũng khó dùng như màu hồng cánh sen ý mọi người. Màu son này thì mình thấy đa số bên Hàn người ta sử dụng nhiều hơn, bởi vì da của họ rất là trắng, mà da trắng thì sử dụng màu này mới xinh được. Màu 15 Midnight là một màu đỏ mận. Màu này mình thấy thì không kén da đâu, da trắng hay da ngăm đều có thể sử dụng được. Nhưng nếu như mọi người muốn sử dụng màu này xinh thì mọi người cần phải make up đi kèm thì nó mới tôn lên được màu son cũng như là tôn lên da của mọi người nha. Màu số 16 là một màu cam đỏ, hơi hướng neon một chút. Màu này thì như cái tên của em nó thì màu này hơi chói nên chỉ thích hợp với những bạn nào có da từ trung bình đến sáng thôi. Nhưng bạn da ngăm thì nên tránh màu này nha. Thật sự mọi người khi mà review cả 20 màu này thì mình hơi đau đầu một chút vì phải nhìn kỹ xem màu này nó khác với màu kia như thế nào. Và có những màu son nó chỉ khác nhau một chút về sắc độ màu thôi ý. Kế tiếp là màu số 17, màu son này thì cũng na ná màu số 16 nhưng màu son này sẽ nhiều sắc đỏ hơn. Chính vì màu son này nhiều sắc đỏ hơn và mình thấy cũng không bị tươi quá cho nên những bạn nào có da ngăm thì cũng có thể bon chen được màu này rồi nha. Màu son này thì mình thấy chỉ tôn da thôi, không làm xỉn men răng nhưng cũng không làm trắng men răng của mọi người đâu nhá. Màu số 18 Tanning Red là sự kết hợp giữa ba màu đỏ, cam và một chút tím. Màu son này nếu như môi bạn nào có bay hồng sẵn ý thì mình nghĩ là sắc tím nó sẽ lên nhiều hơn, nhưng mà môi mình thì nó chỉ lên một chút thôi. Đối với màu son này thì mình thấy không kén da và có làm trắng răng một chút đó nha. Tiếp theo, màu số 19 Red Sorbet là một màu hồng tím. Màu son này đối với làn da vàng của người Việt Nam thì mình thấy nó hơi sến, chỉ thích hợp với những bạn nào có da trắng và răng trắng thôi. Nhìn chung về dòng son thỏi lần này của Roman thì mình sẽ cho phần packaging 10/10, còn về bằng son ý, thì mình chỉ cho 6/10 thôi. Vì có khá nhiều màu son khó dùng, màu son thì hơi trùng nhau, chỉ khác một chút về sắc độ màu thôi. Và những bạn nào thuộc team son tông trầm thì bằng son này chưa đáp ứng được điều đó. Và mình mong bằng màu tiếp theo của dòng son thỏi này thì sẽ được Roman bổ sung thêm nhiều màu trendy hơn, dễ sử dụng hơn nha. Để kết thúc cho bảng son thỏi lần này thì sẽ là màu 20 Red Diver. Màu son này thì khá là giống với màu 15 nhưng màu son này sẽ tươi hơn và nhiều sắc hồng hơn. Nếu so sánh màu 15 với màu 20 thì mình sẽ chọn màu 15 vì mình thấy màu đấy dễ dùng hơn so với mọi tông da. Và mình đã vừa review xong 20 màu rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Mình hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.